Mời thưa nuôi rừng lê, lưng đừng sang chương trình truyền hình thừa riêng của tù, ưng đài phát thanh truyền hình thừa thiên hệ. Thưa thưa nuôi, tự tâm đu liềm, ưng cùng ca con, lưng nộ lễ hội, của đi kết ấy tiền cho tâm mai, du lịch vội bà lẹ thị đu chàl, thêm nhất kiểng. Vội tức bà lẹ xã hồng hạ, huyền an lưỡi, nộ tăng ngày đồ, người lê lưu lùa nhất bùi, lưng lùa tăng nền đồ, ưng chợ phiền, lưng thưa nuôi, nhất mất hàl, kiêng tiền, mất hàl, bà bùi, mặt đồng tâm mè, tị tâm đồng tâm mè, bắt lẻ, tị đồng cửa chạ hồng hạ, hợn trường tâm mè mặt nhờ. Cùng bắt tợ nộ trân nền tên của đi kịch, hồng hạ đường càng tầng ngày, đu lùa lùa tị đu àng, du lịch tị im bừng trùng ta lường. Tị đồ chợ phiền, tị đồ già hồng hạ vài lại, đủ tị văn hóa bức sắc màu ứng vào cỏ cà tù. Ta mời vội và đệ đồ bên vội lẩy bên tình đà trà nụ chê nà ta nà đủ yểm. Đủ ây vẻ tạo hơn nợ, văn hóa bà cỏ bức rầu bồn chợ ơ, đủ thị chợ phiền, thị đủ trà, cho trình nụ mùi bà cỏ tiền. Phát triển văn hóa du lịch ở trên địa bàn Trà Hồng Hạ, hướng tới du lịch cộng đồng. Thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của cấp trên, đặc biệt là của đảng ủy thì đã ban hành tên tập bậc thêm du lịch tị địa bàn Trà Hồng Hạ, cơ hương tực là du lịch tị bà con ắt cơ đưa lũi về bờn ấy về tập quan tâm ứng tực biển ứng đảng ủy cho ban hành nghị quyết tất kia đăng tên tập bậc thêm văn hóa đồ du lịch cơ đưa cơ mà bờn nghìn bờ chết bờ tức là cơ mà bờn nghìn bờ chết trường cơ tâm lấy bất tức lại cơ mà bờn nghìn bè chết rang kek cha hung ha ku kui kek teng ku dui to yua teng ang ni kwet ra yiu dok ủy ban nhân dân tha ai teng ta ngai hội phiên chợ a đô cũng là chắc pel là pra pa le pa ka du vẻ nộ mặt hàng pa tơ ngai chọ ngai teng lưng tơ nuor ko hương tực nộ tơ neng ang pa ko lưng ting teng teng ta plưng ngai le ti chợ phiên là teng lưng lưng hội tuyên pa lại chợ nên thị đồ nhất bùi mất hạt rất lần lần nộ tân nền đủ về tự ơi bà bà chạy chập cả lời lòn tân nọt tân tùng dây chạ lồn chữ ơ về đủ tì ra lập thị chà nà tân nạ đủ yểm nộ lý dạ nộ bất nhờ tợ nghe tài lần bức rau màu ứng bà cò cà tù thị mơm bằng ứng chợ phiền thị đủ chà là nộ bà ràng bức rau nộ lù rau nghe tê nghe bờn bà bàn chất nọ ứng nộ tì nà bân điền ứng chạ đồng rất lập bà lê bà cả nỗ hoa râu đủ ngà tê ngà bờn bà bằn tợi chất nọ ưng bà cỏ. Hôm nay thì bản thân em rất vui, cũng rất tự hào về nét đẹp của văn hóa dân tộc. A cu nhất mật hào, nhất tự hào cho cái nét liềm ưng văn hóa bà cỏ. Chàn hàng tị đồ rất lập bước râu tợ ngà tài, tợ ngà trò ngà bằn và tợ tầm cùng có con. A cách là cô đùi mà đọc tầm, a đủ. Chiều con, lưng bức râu mặt hàng, cô đùi cả đực kiel cho râu. A ti nạ kiêng đó cây vè càng ta ngày càng bên vè ta tiếng bực, vè bức ta mòi vội lấy hơn. Phiên chợ thị đu chà là ứng bà cỏ tù nuôi cà tù thị xã Hồng Hạ là ta ngày hội giao lưu văn hóa ứng bức râu tiết mục tự ơi cả lời ba bà cho chập tròn ta nợt tân tùng dạ dạ mặt hàl đất nước mặt hàl đủ tị nghe ạt đất nước bàn sạc tị nghe ạt lưng lôn chợ ở đủ tị ấy về tạo hà nợ. Lôn chợ ở đủ tị ấy về tạo hơn nợ là mùi phân các trường tập bởi cả làng nộ tăng ngày hội bên về bức môn nửa tuần nguồn lưng tâm mai kiểng. Dị hông hạ là bức rầu đủ ngày lôn chợ ở đủ tị ấy về tạo hơn nợ ấy bên về cụ đi kẹt tên lôn chợ ở lưng tên văn loại ấy đừng tức lệ người mặt hà là người lấy tôi đang đọc lăng nộ tăng ngày hè. Kẹo co là mùi rau đồn chợ ở là mở bắc rau ngai kiêng lần tầng co bắc rau cổ vụ lúa lùa ứng phà đà đủ lầy vâng ve chơm thêm cả rờ cho tinh thần nhất vợ cho phà đà đủ đồn chợ ở a đô là đồn chợ ở ứng vùng ve là mùi môn thể thao bà lầy bà cả bắc rau sâu sắc ứng tinh thần trinh nhật lần ý chí quyết tâm lần bà lịch ứng đội tờ riêng tiếng hồ tờ ơi tờ riêng tạp tẩy lần cho phà đà đủ kẹo co thêm cả rờ.
bước bè rồi bồn chợ ấy về lần lần đu lần nó chơm tiền dắp cả mỏ mà đong ngay lấy tiền nhằm nụ tầng ngày hội vẫn là đủ tần trở mặt hàl hơn lần dắp tầng ngày kiềng dắp ngày cùng kiềng nụ bồn chợ tì ấy về tạ hơn nợ cả lòng nụ lễ hội em mì và lấy sâu sắc nụ đúng tùa cả lòng văn hội ông ta có mà dự là tình tò rèn liền cả rờ đù bạch cả rờ lần cả lòng đời mà mong ắt tiền tiền cho dắp tầng ngày. Nhất sắc bèl cơ lang phiên chợ rư độc, a kích là đồ phong tục mặt đồng ta mẹ ưng nì cà tù nhằm sắc bèl đồng bà lè bà ạch. Bà bùi đồng ta mẹ là cái nét văn hóa đặc sắc cơ lang văn hóa ưng bà có cà tù. Lần nộ bà bùi đơn đun tùa, a đô là tình nền tình lưng bà có lề nhân văn ưu liềm lạo ưng bức bà có. Chung mà mông cà rơ rơ lừng, ưng bà có rơ lừng chung tay tên cà non càng tầng ngày càng cà văn liềm. Khi mà được tổ chức như thế là cái nhà mới này là hoàn toàn phải nói là được là cái rằng là sạch sẽ, không có một cái gì trong đó là sợ là ma quỷ, không sợ cái gì cả. Đây là cái mà thường xuyên là phùng tục mặt đồng ta mè ưng bà có cà tù bên về bà bừa bà mà bà chơm lại cho nụ con cho cháu chắc đục đua kết là đằng đuổi nụ bùi đủ mộp ạt cà lòng đồng nụ bùi đủ huồng đủ ạc dùa trụt bà lẹ nguồi. Chắc bên mà bên về tập bùi, đồng ta mẹ đồ bên về lịch bà tiền sạch sẽ dựa dựa râu đồ bọ cả lòng kẹt dựa râu đồ dựa người gặp ẩn. A đô là bà tợ nợ tì ấy về tạo hà nợ bà lợi ta đọc tiền tì đồng ta mẹ. Nhấp bên cùng tiền bùi cơ đi kẹt. Đa bên mặt đồng ta mẹ là ta luôn kiêng chỗ ta mài vội bà lẹ đồ. Nhấp bên cùng kiêng về mà mông cả rờ dựa râu đồ cả ai cả nàn dựa râu người bà người hư. Vì cứ đi kẹt hợp cả lòng đủ người kiêng đang đa bền bà bùi mặt là đồng ta mẹ lịch về người màn cứ đi kẹt. Nhà rất là vui đấy chú, được đến nay những cái món ăn chúng tôi cần trang phục truyền thống dân tộc lắm để mà có thể bán để mà ăn thì nhất mà hào chắc bền khai trường đồng ta mẹ bà lè tị đồ đăng ta mai đồn chợ tây dùng bên vội lầy và thăm quần lần chụp ảnh bà tờ kẹt bên về người lầy bà cả văn hóa du lịch ứng xã Hùng Hạ nhất tị kẹt là tầm bà lè. Chắc bê tên đồng bên thổi mưu ni cà tu tên chụp bà bùi mặt hàl đồng ta mẹ là lòm là đăng chợ ơn bù giang ấy đăng số lục chữ đờn bà cây lẹ ta tùn đăng là chợ ơn ta nuôr cà lòng cà nòn tật mặt hàl. Cô đuôi cơm cà nọ ưng mưu ni cà tu chân nuôr đất đồng cô đuôi bà tẹt ưng bù giang lưng mưu ni cà lòng nộ bà bùi bà vè tên cô đuôi dùa nạc bà vè mà chân nuôr đất đồng đăng dùa nộ bù giang chân lực chân nuôr đất đồng ở chỗ bà lẹ bà bùi. Đến đêm bà bùi ra lập, vè râu đủ ngờ bùi, bên về ta ra lập, ra là nội chân nụ ra đoàn tị dùng, bà ràng, đăng ta mè. Đủ tị bà lợi về bùi à kẹt là à ọc, bè lưng tư cùng. Thôi à kẹt là bà bùi là cả tuổi, rào bà sẹt, đuổi bùi. Cả lòng nộ bà nhờ, cả tuổi, rào, đuổi bùi, đăng bà nhờ là ưng bà nhờ tên đồng. Rất lần lần nụ ạ kẹt là vẻ mặt hàl, trường đăng tên toàn chiên bà nọ, rôn tà nơ tàn tung dạ dạ hạt tà rù chân nuôr đồng đà đòn. Tất cả các nôn là tà nuôr mà rất lần rôn tà nơ tà ơi, cơ đuôi đưa bà chục rất lần bà hay liềm cho tà ngay bà ạch đồng tà mẹ lần bất rầu mà phập. Bà con là toàn dân là phải đông đủ, phải như rồi, phải sạch sẽ, phải bà con là rất mừng phân khởi cái vô nhà mới đó. Bà lịch tên nuôr bà vè vội dập, tì nò tên nuôr nhất mặt hàl lưng mặt hàl kiêng chạc bêl mặt đông ta mẹ bà lè. Tên nuôr ta luôn dập bêl về đằng cà lòng nạ tực đằng du lịch về tiền bậc thêm kinh tế xã hội cho tì nò tên nuôr. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện theo tinh thần nghị quyết của đảng ủy. Trong đó thì sẽ hàng quý sẽ triển khai tổ chức phiên chợ để dịp cho bà con
trong đó thì bà con cũng cứ đưa lũ ấy ai gì chức mòn dùa dùa tiền của đề nghị quyết ứng đảng ủy ấy bà tức bà lẹ thân nguồn cứ hướng tức là đang thân nguồn cho tiền ta bậc thêm văn hóa du lịch tị ắt bà có lũ chinh ấy cách là thân nguồn tiền đưa đăng tiền bậc thêm văn hóa du lịch cả lòng tị ắt mà nụy bà có ắt nụy thân nguồn bất cả rơ tiền mất cây làm lần chủ trường ứng đảng chủ trường ứng chung ứng viên xã cả non nạ tức ai gì cứ đi kết tiếng nhằm của đôi tinh thần nghị quyết ứng đảng ủy có lòng kết là dập quỷ nực ai dùa tiếng phiền trợ tì nà tù nuột cung kiêng của đôi kết mà về tình tiếng trên nền đăng tiếng ta bậc thêm văn hóa du lịch ứng về chạc non. Còn liên quan tới Hồng Hạ với A Roang hiện nay nó theo hình thức là phát triển du lịch cộng đồng và đặc biệt A Roang hiện nay là cũng làm cũng khá tốt và vai trò của người dân là cũng tham gia rất tích cực và được đóng góp một phần cái thu nhập cho người dân cũng như là đóng ngân sách. Hồng Hạ, lưng A Roang là đủ cây đường tên ta bậc thêm du lịch thị và có ạt sạc độc tên cũng trang liềm. Trên đường tên ứng môn hữu tân nuôn tên cũng ấy về tên tập lưng về mươi phần về mạp rạ cho môn hữu tân nuôn cũng có đuôi tên bò ngân sách cho nội xã huyền. Xã huyền cũng ấy tên bò cho nội cơ non đăng bà giặc dạl ta tên đăng cơ lòng cơ đường tên ta bậc thêm và tức lại đồ là nội chú lịch a kết là bên về ta giặc dạl ta nên ấy về bên bà cả cũng có đuôi nội chú lịch nhằm của đuôi kiêng ưng ta mai cơ lòng chú lịch. Thưa thần đuôi, trên nền tên ta bậc thêm nộ cơ nàn ta tàn ra lần lần nộ công nghiệp văn hóa e là mùi từng bò ra hay giặt trên nền tên cơ vàn và tệ nộ trên nền tàn mọi dự hát tụt ta bậc thêm lần hay giặt văn hóa từng bò tên ta vài bản sắc thương hiệu ứng trên tên ta tà nhà giang vì có đi kê khởi trên nền tên ta vài văn hóa bà lê bà cả đà bền nộ rử lệ phép tà vàn tị huệ đắng bậc thêm bà lệ đành là đủ nhất rồi qua rơ quan trọng lưng trên nền ta ta nhà giang. Cứ đưa lũ ấy, trên nền ta ta nhà giang tí ấy về tạo hân ở bên về ấy đủ lề là chi sàn văn hóa vì đó là có đồng cả lịch sử. Văn hóa ứng lưng tinh thần ứng môn hình của tị viên chạc cả non và tự cả hát riêng cả mò. Lưng đu vai bậc thêm ứng nộ công nghệ sổ nộ viên cơ non. Tên tần nền đu ti ấy về tỏa nợ ứng thừa thiên huệ. Lòng kịch là về tần nền tài nhàng ấy về bậc cơ hội đăng về đủ lê đủ cần lì bật tàng. Bật tợ nộ rửa trình chiến bật lê bá cả. Cả nẹt đơn cho nộ dương bật tàng lì cho. Ây về đơn bật lệ nộ tình đăng kịch ấy về bơn ta xuất khẩu lại bật lệ nước ngoài. Các làng cũng đã phát huy rất là tốt, đã bảo tồn được cái giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đã cho ra những cái sản phẩm rất là độc đáo, vừa là phục vụ cho đời sống hàng ngày của bà con, phát triển được kinh tế, thu nhập hàng ngày. Đó cây tiền ấy bền về tiền nhất liềm, ấy bền về ta hay giặt nộ mà dùm cả vàn bản sắc văn hóa bà cỏ, ấy về đằng vài nộ dùng bà tàng lì dọa nhất liềm. Chỉ trường là phong tục về cho đời mà mùng dập ta ngày, ứng tân nguồn bền về ta tiền ta bực thêm kinh tế, về mà prạ dập ta ngày. Đu bơ ra kết là bơn về màn, bà lầy, tình chiến các làng nỗ rực, về liên quan bợ, ứng tình, trung ương tiền. Tị huyền à lưỡi là cũng nhất là bậc là môn nuôi đu rơ cây, đu chơm ta tàn, chơm màn, và lùa ra lưng lưng cây của đuôi thi nò, mai thị hợp, ra bạt thị nhàn, nò tầm, ạt thị á đợt, bước bà đò đu ạt thị á ruồng lưng, nò thoại, ạt thị xã nhầm lưng á kết là nhợ nộ là môn nuôi rơ cây ra màn, hay giặt nộ bàn sắc văn hóa, có các làng trên nền ta tên ta tàn dàng. Huệ là đủ tị tầm cả tiệc về dắp về bực rầu đăng về ngay trơm bà chảy của đùi bà lô lè ứng văn hóa hạt thẳng lì dạ dương bà tàng. Bức ngài kiêng dương bà tàng lì dạ ứng huệ vì nộ môn rơ cây kiêng tên tạ làm lưng trần nền tên rơ lưng nộ ngay chảy ứng văn hóa.
Trong quá trình các đợt tham gia là cái nghề dệt vàng truyền thống của mình. Cứ lòng cứ đưa tên nụ rực trình chiến trên nền ta tàn dàng ứng đầy, nhất là tị kẹt đa bê bên về ta dùa vội tên thảo tham chữ của đuôi phẹt ta vàn trên nền tên đủ tị ấy về ta hân nợ rực độc chất tớp là đắng đầy bên về tình ra lập. Nộn lì dọc dùng bắt tàng ứng đầy, bớt kết là ở cụ kiêng tên hạ cây vè, nâng nằn lưng vè bơn đủ kiêng ứng tâm hài chú lịch, ứng bức ngài. Nâng tì nò nè kích chạc thị trường là vè ngài play cơn nộn lì dọc dùng bắt tàng ứng đầy tài. Đua kiêng bà lệ tà tùn ứng cụ là đọc bê vè vội ra lập là cụ bơn vè bàn nộn lì dọc dùng bắt tàng lưng cơn nòn, lưng tân nền tà tàng ứng cụ bà vè bơn vè tà bực hơn. Đăng lì dọc dùng bà tàng đăn hơn lưng tà mỏi, lưng nộ cho nghiệp, đăng play cơn lì dọc dùng bà tàng, nộ hợp tác trả tà tàn giang, tị địa bàn huyền ấy về tình vội, rất lập bà lê bà cả lưng thao chiến lì dọc dùng bà tàng cà non, bà tập nền nộ rực phép tà vàn, hợp về tập nền tị ấy bòn tà về. Lưng đo cây tà dùa, cơ hương tực ứng công nghiệp văn hóa, công nghiệp, chơm tự tà vai tiền ứng cơ lòng nụ tà bực thêm đăng ve tà vai rất lưng. Lưng văn hóa đối tì ấy lưng hiện đại, đăng ve tiền bực tà mai kiêng. Mạo vân dựng hà giặt, mà dùm cà vàn tinh hòa ứng đối tì ấy về tỏ hà nở. Qua tham gia các đợt trình diễn thì đối với bản thân tôi thì tôi thấy là cái tâm đắc nhất là khách du lịch người ta tới để trải nghiệm về cái nghề dệt vàng của mình. Bất tử tình vội nỗ rực tình chiến nạc lưng ở cụ ấy lấy cho ở cụ kiêng tuổi là tâm mài chú lịch bà đào vội bà lẹ là đăng bơn về tình lấy nà nàl cho tình nền ta tàn dàng ứng đầy. Ở cụ cũng kiêng bơn về tình vội lấy tham quan lưng tên từng tâm mạc tình nền tên ứng nộ bà có thị đu lần. Thôi kết nạc ở cụ tình đuôi tên lại bà chơm cho thị nà bần điên thị viên cà nà nà đầy. Nội xa rạ ứng đu tì ấy về tỏ nợ bà về vội rực lưng lưng hiện đại. Bước rầu đốn lì dọ dường bạch tàng, bạch tờ cơ tụi, ta dèl cơ vị dọ lì đăng hè, lưng ve nội dường bạch tàng ngư dòng. Bạch tờ kết khởi trình nền ta tàn dàng ưng cú bơn về, mà nổ mà tuổi, tờ lì dọ dường bạch tàng tì ấy về tạo hân nở bơn ấy là hàng hoa. Napol vội tức lễ huệ chú lịch cơ lăng rửa lễ hội là tâm mai chú lịch ế là mùi kích chặt. Nà nàl tâm nền của tì ấy về tạo hân nợ và kịp nỗn lì dọ dùng bắt tàng mà dựa bơn về tình nà nàl nỗ tực ta tài như lì tuồn và lại chắc kịch nghe tài nỗn lì dọ dùng bắt tàng. Nỗ bà đà đù rơ kỳ ta tài lưng làm kiêng tên tâm nền kiêng bà chơm lại lẹ ta tuần ta luôn về dập bền cùng bà chơm cho nộ kỹ thuật ta tàn dàng cho ta mài. Khi mà mình đến với buổi triển lãm ngày hôm nay, mình cảm thấy rất là hào hứng tại vì tất cả những gian hàng, những nghề truyền thống ngày hôm nay là đã không còn phổ biến nữa. Từ ngày độc ác cú nhất mà hàl vì trần nền đô tì ấy về tạo hân nợ bên về tình lập tị đồ ấy dựa dựa bực ngài dần. Bên về tình lề nà nàl đô tì ấy về tạo hân nợ là đăng ác cú tình nà nàl kịt hơn là ngay lề nà nàl mặt mò đủ chơi lơ từng tực tên tài. Đăng ban về vài, mùin lì dọ dùng bà tàng của đi kịch là phải về tàn kịt lừng ta rằng. Chắc bê là cú đương lấy kịt nộ bà đò đùa bà ngạ, ạt tàn à cú lấy nô cầy. Từng trẻ, chắc rằng, từng bẹ, cà lòng nộ à kịch là lùa bà tàng tị mị liềm lưng nhất. Dập cây cùng người lấy liềm ứng lì dọ dùng bà tàng à kịch. Lưng đa cây người lấy nà nàl trên nền ta tàn lưng a đồ ấy bực đằn lưng hơn lưng bực mùi thân nùa nhất thị kẹt là mùi nà niền. Vì người tên bơn nà nàl lưng chinh tự tây đầy tên luôn thị kẹt a kẹt là đục bật hay lưng nụ ngài chơm ta tên ta tàn kiêng lì dọ dùng bật tên tị ấy bè tạm mù. Thank you.
Tí nọ bần đi hợp tác xã ta tàn giang ta luôn bất làm cả làng rửa phép tài văn. Vẻ bền lây lại đủ vài loại lưng bức thêm ứng cơ non ta tàn bất tợ. Vẻ ngày play cơn cả làng địa bàn huyền. Bất tợ nỗ rửa lập đuôi kịch hấn lì dọ dương bất tàng ứng cơ non bên vẻ ta tàn vẻ mà mặt bức bất tị cả làng lưng nguôi nược. Tớ về là lùa bên về tập quan tâm lưng hơi giặt và tớ là lòm ấy. Mọi chinh tạ phép tớ vàn tớ nên tớ ấy về tớ hơn nửa tị huệ là đo phiền tớ tàn dàng. À lưỡi bên về bà lề bà ca dập lẽ bừa hơn bực bà tệ là ngài tớ mời chủ lịch tớ lầy. Đăng tớ kịch là bà tết năn 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 cho tớ nên tớ ấy về tớ hơn nửa ứng bà có tị đưa cha là lưỡi bà chứ ngài. Điều tôi mong muốn nhất là để phát triển cái ngành nghề dệt giang của dân tộc Tà Ôi chúng tôi đây là chỉ có nhờ các đua kêu kiêng tuổi là tình ta bực thêm cho nền ta tàn giang ứng bà có Tà Ôi ai gì. Nhờ nộ về cơ quan chức năng đăng bà đò tình bòr, tình đăng bà lê bà ca, lì dạ dương bà tàng cho tình nuột. Cho bà đò đù ra kể cho nộ tì na bà điên cà lòng cà non cà lòng xạ. Ác u cùng kiêng bà lê bà ca, thêm cây đuôi ra lưng tì na bà điên tình vội bà lẹ nộ lễ hội. Bức đừng, bức rau mặt hàng đang lập bà lê bà ca cho bức ngài tình lê nà nà bà tức lệ quan tâm cho rau ngài kiêng tên ta vài. Thì bản thân tôi là cũng một người nghệ nhân thì luôn luôn mong muốn để làm thế nào là từ cấp trung ương đến địa phương. Aku lằng mùi nặc một nơi chơm rồi kể ta tàn. Ta luôn kiêng tiền đã kỳ đằng về thực trung ương và thực lại về trạng cân non quan tâm cho nên ta tàn dàng ứng và có hỏi gì. Ngay say bà lịch ứng nộ một nơi là về một điều kiện hay là cả cũng về một điều kiện đăng tên cho nên ta tàn. Nạc Aku vẫn ta luôn kiêng bức ngài đủ lần quan tâm từng lấy nà nàl. Aku lấy chơm tự ca la đầy tên ta bực thêm cho nên ta tàn. Vì cô đi kết là làm đầy kiêng tên ứng cho nên ta tàn dàng. Tớ từ ngày tên ứng cú nhất bưởi màn bà dập là bà kịt là các bậc mà là ngay tình vội lê rực trình chiến của đuôi đô ở kết là ai hè bên bà hai giặt văn hóa ứng đầy lì dọ dùng bà tàng bên về ta vài hàng hóa ở kết là đủ tị ngay kiêng tuổi ứng ở cú. Đơn trần nền ta tàn dàng, tức đàn hơn là một người đủ nhờ cả lòng nộ rực phép ta vàn, ấy về cụ đùi nà nà lại dập ngài bên lầy. Đơn tức lợi ta mời du lịch bên về tình lầy nà nà đủ liềm đủ lậu, tớ kết khởi tình bò mùi phân bà lầy bà cả đồ nộ cả dàng lưng thương hiệu trần nền đủ tí ấy về tả nở ứng huyền á lưỡi, màn tùa lưng tình thừa thiên huệ màn bà dập. Tớ kết là trần nền tên à đồ, nộ bà đà đủ ta tàn lưng bức rầu đủ dập tị bên về ta trao lưu hạ tụt cả đưa tên rửa lưng. Tớ kết khởi tên ta bức thêm lì dọ dùng bà tàn ta tàn lưng cụ đùi về ấy bên tả nở ứng tì nà ta nuồr tị đủ dàn á lưỡi. Thưa thủ nuột, huyền à lưỡi là càng tăng ngày càng bước rầu nộ trần nền kinh tế du lịch, dịch vụ ứng về trạc cơ non, tợ trần nền tiền nộ đủ thị du lịch, bởi tị bà có ạp về bước ngài từng vội tiền, vội lầy ứng mùi thủ nuột, tình bò bước rầu sắc màu văn hóa cùng cùi bà lầy, bà cả nộ trần nền mà dùm cơ vàn, rất lưng cơ vàn du lịch văn hóa á kịch, bà tật lệ dắp ngài. Nộ trần nền tiền à đồ càng tăng ngày càng tiền ta vài gọc lầy tua ứng châu mùi về trạc cơ non bao cọc càng đường tờ tờ đầy châu bức rầu. Chương trình truyền hình tờ riêng Monica Tu Hè bất tức là đồ là lịch ấy là đài phát thanh truyền hình bất tức là đồ là chữ ơn tì nò tu nuột hè ve đường lầy tờ tuần hè lấy bức rầu chương trình đồ lương lại.